Tèn tèn tèn. Trời ơi đẹp quá ngơ. Một siêu phẩm các bạn nhìn thấy chưa? Có khắc chữ 26 này, trái tim 60 này, con bọ trái tim này. Lần đầu tiên một sản phẩm của Diện Trận là có khắc logo 2660 Villa Massage Bùi Quân Châu, số điện thoại ở đây. Các bạn thấy không? Vô cùng là đẹp đúng không ạ? Mình cầm rất là vừa tay này các bạn thấy không? Đấy. Cái này mình hay dùng cho spa massage này. Đấy. Ở dưới này có những cái chân này, chân inox. Và mình trà gì? Mình trà khắp trên mặt các bạn nhé. Trà trên mặt này, trên tay chân này, toàn thân này. Tóm lại là trên mặt da toàn thân. Tác dụng là những cái chân này nó sẽ tác động, nó sẽ làm gì? Làm khí huyết lưu thông các bạn thấy không ạ? Làm khí huyết lưu thông này, làm giảm đau này, làm đẹp da này, giảm béo này. Đấy, và mình cầm này, có cái hõm ở cái đầu trái tim mình cầm này. Đấy, rất là chắc đúng không ạ? Cầm ôm khung trong cái lòng bàn tay của mình. Mình đánh rất là dễ chịu thoải mái đúng không ạ? Mình có thể trà vùng cổ vai gáy này, vùng lưng này, vùng bụng này, đùi này. Đấy. Đây là cái quà tặng cho người thân rất là ý nghĩa, quà tặng cho bạn gái này, cho mẹ này. Đấy, đúng không nào? Đấy, trong những cái dịp đặc biệt hoặc là chúng ta mua về chúng ta dùng cho các tiệm massage spa, hoặc mua về đánh cổ vai gáy giảm đau ở cho các phòng đông y đúng không ạ, vật lý trị liệu. Đấy, đây là những cái sản phẩm chính hãng của dụng cụ Diện Trần. Các bạn có thể liên hệ tới trang web dụngcụdiệntrần.vn, số điện thoại là 0934128128 để đặt mua con bọ trái tim này nhé, dụng cụ Diện Trần chính hãng. Xin cảm ơn các bạn.